Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình khoe với cả nhà là cái mẻ giá mình vừa mới làm xong nè. Giá không còn tưới nè. Cái này là mình làm ở trong cái nồi đấy. Và cũng không có dùng khăn nè. Cũng không dùng giấy. Và cũng chẳng phải tưới nước gì trơn á. Nhìn thấy đẹp không cả nhà? Rất là đẹp luôn. Giá lên rất là đều. Nhìn đẹp chưa? Trắng đều đẹp. Giá này là mình gieo hoàn toàn là dùng bằng lá thôi. Và mình cũng chẳng có tưới nước luôn đó. Nhìn đẹp không? Nếu cả nhà yêu thích thì mời cả nhà cùng làm với chung nha. Ở đây mình có đậu xanh đã ngâm rồi nè. Và đã lựa kỹ càng rồi đó. Như hạt như thế này là được rồi đây. Và đây là lá chuối nha, lá chuối ngoài vườn của mình đấy. Và mình sẽ chuẩn bị một cái nồi to. Bây giờ mình sẽ lót lá chuối vào nha. Mình sẽ lót lá chuối một lớp khoảng tầm hai lóng tay của mình á. Mình xé nhỏ ra như thế này nè, là tí nữa mình cho nước vào á thì nước nó sẽ ngấm vào thì nó sẽ nằm ở cái lớp dưới đáy nồi á. Rồi khi mình cho đậu vào á thì đậu nó sẽ tự động đi lấy nước. Và nó sẽ không làm úng giá của mình. Mình sẽ cho vào đây khoảng một cốc nước. Khi mình đè cái tay đè mạnh xuống mà nước nó trên cái lớp lá là như thế là được rồi. Không có nhiều quá. Nếu nó tràn qua cái lớp lá thì nó sẽ bị dễ bị úng nha. Bây giờ mình sẽ rải đậu cho thật đều ha. Đậu ở đây mình làm mình thích ăn đậu xanh á, cho nên mình cứ hay dùng đậu xanh à. Còn cả nhà mình thích ăn những loại đậu khác thì mình thay thế vào nha. Mình có thể thay thế bằng đậu đỏ, đậu đen gì đó. Bây giờ cái lớp trên đó thì mình sẽ lớp tiếp. Mình sẽ xé nhỏ một cái lớp lá nữa nha. Mình chỉ tủ đều một cái lớp lá, mình xé nhỏ nhỏ ra cho nó kín á. Đó, đây là lá chuối ngoài vườn, gió nó te tua. Xong đây là tiện quá cho nên là mình nghĩ là thôi mình dùng lá chuối đi. Mình không cần phải giặt giũ gì hết. Mình dùng xong một lần là mình bỏ đi. Giờ mình cứ lót cái thật kỹ như thế này. Che cho thật kín và cái lá này mình đã nhúng nước nha. Để nó giữ ẩm á. Thì nó làm cho giá mình nó mát và nó giữ ẩm thì giá nó không bị hư. Rồi mình sẽ đè lên trên nữa là một cái dĩa. Mình nhớ nén xung quanh cho nó kín kín vào xíu ha. Nhưng cái dĩa này nó cũng chưa nặng lắm. Cho nên mình sẽ cho lên trên một cái tô nữa. Để cho nó đủ nặng á. Nặng thì... Rồi, bây giờ mình sẽ tủ lại. Và mình sẽ cho ra ngoài nhà kho. Một ngày sau nữa mình đi kiểm tra nha. Bây giờ mình mở ra xem thử. Cái này là một ngày rưỡi nè. Xem thử nó như thế nào nha. Ôi, giá của mình trắng chưa? Đấy, nó chưa có cao lắm. Đấy, nhìn nó cũng được rồi đấy ha. Đó, một ngày rưỡi của mình như thế này là cũng quá ngon rồi. Mình còn đang xuân á. Lạnh á. Vào xuân nhưng mà vẫn còn lạnh. Có cái trứng rồi nè. Cảm ơn chị Pi nha. Đi ra để trứng nha hả? Hôm nay là 3 ngày rưỡi nè. Giờ mình mở ra mình xem như thế nào nha. Wow. Trắng đẹp quá. Dài rồi đó nè. Tầm này ăn được rồi nè. Đó, tầm này là mình thấy được rồi đó cả nhà ơi. Mình thấy tầm này là được nhưng mà mình muốn để cho nó những cái cọng giá mà nó chưa có lên kịp á, cho nó lên luôn. Hôm nay là 4 ngày rưỡi nè. Mình đã cho thêm một đơm nữa đó. Bây giờ mình sẽ thu hoạch nha.
Ui đẹp chưa? Dài, dài thòn luôn. Rất là dài. Cái này là cái chân giá nó đi lấy nước đó, cho nên nó sẽ nó có cái chân nó dài, nhưng mà nó không có có nhiều rễ như là giá bị thiếu nước nha. Cái giá này là mình hoàn toàn không có tưới nha. Mình chỉ cho cái lớp nước ở dưới dưới cái đấy cái nồi á. Rồi xong rồi tới một cái lớp lớp lá là để nó cách cái lớp nước ra đó, thì giá của mình nó không có tiếp xúc trực tiếp với nước á, thì giá nó không có bị hư nè, nhưng mà nó lại rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Do là bằng lá cho nên nó không có bằng thẳng á, nên nhiều khi lấy nó ra nó sẽ bị dễ bị xúc sổ, nhưng mà giá của mình nó lên rất là đều đó cả nhà ơi. Đó, đẹp chưa? Rất là đều luôn. Đặc biệt là nó rất là mập nha. Nó hoàn toàn là không có bị rễ chùm á. Mọi người làm giá mà nó hay bị rễ chùm á, mà nó có nhiều rễ á, tức là do là giá của mình nó bị thiếu nước đó. Nó thiếu nước cho nên là nó sẽ tự động nó ra nhiều rễ để nó đi lấy nước. Còn giá nó đủ nước là nó chỉ đi một cọng à. Cái cọng rễ chính này mình ăn được. Nếu như các bạn không thích thì cắt bỏ đi. Đấy. Rất là đều luôn. Và đặc biệt là rất là trắng. Mặc dù là mình có kiểm tra đấy, nhưng mà nếu như các bạn trồng thì mình cũng không cần phải kiểm tra đâu. Tầm 2 ngày, 2 ngày tầm 2 ngày rưỡi á thì mình lấy ra mình ăn. Nếu như mùa hè, còn thời tiết mà nó còn lạnh á thì mình để cho tới 3 ngày rưỡi. Còn mình thì hơi lạnh quá cho nên mình để tới 4 ngày rưỡi. Đó, rất là đẹp luôn. Mê chưa? Tuyệt vời phải không cả nhà? Đẹp quá trời luôn. Đó, mặc dù bằng lá nhưng mà nó vẫn đâm, nó đang đứng nè. Giá của mình rất là thẳng, nó không có bị cong, bị xiên xẹo á. Rất là đều luôn. Tuyệt vời. Đẹp không? Mình đang trải nghiệm nhiều cái cách làm giá không cần tưới á, để cho mọi người có những cái ý tưởng khác nhau á, hoặc là sử dụng những cái dụng cụ trong nhà mình mà những thứ nó có sẵn á, thì mình dùng thì nó sẽ tiện hơn. Nếu mình không có lá chuối thì mình dùng khăn, dùng bằng giấy cũng được. Nhưng mà mình thấy cái lá chuối này nó tiện nè. Do nó có sẵn ngồi vườn á, mà lá nó te tua thì mình đâu có dùng đâu. Cho nên là mình tận dụng, mình dùng trong trong nấu ăn á. Nhiều người dùng lá chuối này để nấu lấy nước nó thơm á. Hoặc là người thì xay ra để lấy nước bỏ trong bánh chưng rồi đó, cho nó xanh á. Còn mình thì mình bỏ, mình làm giá nè. Rất là đẹp không? Giá của mình nhìn cái chân nó hơi dài, nhưng mà cái chân giá này ăn được. Nếu như các bạn không thích ăn thì cứ ngắt bỏ đi. Còn mình ăn á, cho nên mình không có ngắt bỏ, mình cứ để vậy mình ăn. Mình đi rửa sạch cho nó rớt cái lớp cái vỏ trên đầu á, đầu giá ra là được rồi. Đẹp không cả nhà? Rất là đều luôn. Thành công cực kỳ dễ luôn. Đảm bảo cả nhà mình ai nếu ai mà làm là đều thành công hết. Giá này làm rất là dễ. Nó khi mà có nước rồi có lá, nó vừa ẩm mà nó vừa mát nữa, cho nên là giá của mình nó lên rất là nhanh. Nó lên rất là đều. Nhìn cái cọng giá này, nó thẳng chưa? Và rất là mập luôn. Nó ú à. Đó, giá rất là thẳng. Cái này là mình bấm rễ thôi, nhìn rất là đẹp không?
Giá đẹp không? Tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời. Đẹp ơi là đẹp luôn. Trắng nõn nè. Tuy có những cái cọng nó hơi ngắn hơn, nó không có 100% đều, nhưng mà rất là trắng đẹp nè. Giá của mình rất là mập luôn. Rồi. Chúc cả nhà mình thành công nha.